Phượng xin được kính chào các bác và các anh chị nhé. Và hôm nay video của Phượng lại tiếp tục lên cho các bác 3 mẫu bếp phun chức năng. Và các bác đang quan tâm đến dòng bếp ga Nhật bãi bên em Phượng thì có thể tham khảo cùng em Phượng hết video này ạ. Và khi tham khảo giá cả và bếp ok thì có thể mua ủng hộ cho em Phượng với nhá. Và khi các bác mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em Phượng là 033 430 0810 hoặc liên hệ qua Zalo 033 430 0810. Và hàng nhà em thì mới về chiều hôm qua ngày 5 tháng 3 và hôm nay sáng ngày 6 tháng 3, em Phượng lên những mẫu mã đang rất là đẹp cả nhà nhá. Các bác đang quan tâm đến dòng bếp ga thì em Phượng lên hàng mới về, hàng rất là đẹp thì các bác có thể tham khảo giá cả và chất lượng của bếp thì mua ủng hộ cho em với nhá. Thì còn có những con đẹp và khi xong hàng về 2-3 ngày bên em đã giao hàng cho khách thì có thể không còn những con đẹp mà ưng ý ở nhà nhá. Và đầu tiên thì em đi tới con bếp mã M1 Paloma, mã số BA91VCRL cả nhà nhá. Bếp bên em Phượng thì dù dòng phun chức năng hay dòng đá chức năng đều đánh lửa bằng dùng IC đánh lửa bằng đôi pin cả nhà nhá. Khi mua hàng thì em Phượng bỏ tặng các bác đôi pin mới để mình thử hàng nhá. Vâng, và con này thì là mà mặt gãy cả nhà này, mặt đường trước đang rất là đẹp luôn nhá. Ba viền nhìn rất là nổi luôn cả nhà nhá. Và dùng kim ngắn á, cái cần gạt của nó rất là vip cả nhà này, nó bằng inox này, rất là đẹp luôn ạ. Sử dụng cái dòng như thế này thì rất là bền cả nhà nhá, 10-15 năm chưa hề hư hỏng bếp nhá. Riêng dòng bếp Nhật đã rất là bền rồi, nhưng cái chất lượng của nó cũng cực kỳ là bền cả nhà nhá. Và bếp thì có hẹn giờ nấu nước này, hẹn giờ phím 3S này, khi cần sử dụng với nhiệt độ cao, chín rán răng đầu khô thì các bác nhấn vào đây cho em 3 giây, nó hiện nút đỏ thì mình dừng nhá. Khi không cần sử dụng với nhiệt độ cao thì mình không cần phải nhấn cái phím này cả nhà nhá. Và nhiệt độ sử dụng với nhiệt độ cao thì từ 140 đến 200 cả nhà nhá. 140, 60, 180, 200. Và bên phải của bếp này, bên phải của bếp thì có phím hẹn giờ nấu cơm nấu cháo này, có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng cả nhà nhá, cộng tăng trừ giảm ạ. Với cái dòng phun chức năng thì lò nướng 2 tầng lửa thì 2 cần gạt cả nhà nhá. Đây em sẽ cho các cả nhà xem lò nướng, tay nướng vỉ nướng đều bằng inox cả nhà này, rất là mới luôn ạ, rất là đẹp luôn nhá. Và trong khoang nướng à, phòng nướng cũng rất là đẹp luôn cả nhà này. Hàng về thì bên em chỉ mới vệ sinh thôi nhá, vệ sinh cho sạch sẽ thôi ạ. Còn nguyên bản bên đây là inox nhá, nguyên bản inox luôn ạ, rất là bền luôn ạ và sẽ không bao giờ lâu bị dỉ chết cả nhà nhá. Hàng bên em thì chỉ vệ sinh sạch sẽ thôi, còn trong nội thất đều là nguyên bản cả nhà nhá. Vâng, và con này thì là mặt đá cả nhà nhé. Và con là mặt đá này, xung quanh viền rất là chắc chắn này, mặt đá có bộ kim tuyến màu đen này, rất là sang luôn ạ, rất là sang luôn nhá. Con là rất là vip luôn cả nhà nhé. Mặt đá bộ kim tuyến lấp lánh này, bộ kiềng rất là xịn sò luôn cả nhà nhé, rất là chắc chắn ạ. Bôi chi lửa của con này thì là bằng đồng nguyên khối cả nhà nhá. Các bác nhìn cái màu đồng rất là đẹp luôn này. Đấy ạ, nó vàng in luôn này. Bôi chi lửa con này cực kỳ là vip cả nhà nhá. Cạnh chi lửa thì đang còn rất là sắc nét này. Và họng điếu đốt này, bên ngoài có miếng đúc chắn dầu và mỡ cả nhà nhá. Chắn mình khi mình sử dụng nước trào hoặc là mỡ trào ra ngoài thì nó sẽ không làm ảnh hưởng tới cái họng bếp nhé. Kim cảm biến của bếp này rất là đẹp luôn ạ, rất là mượt mà luôn nhá. Kim đánh lửa, kim cảm biến khóa ga,
dòng bếp Nhật bên em Phượng, video nào em Phượng cũng giới thiệu về những kim cạm viên đanh đỡ khóa ga cả nhà nhá, và kim cạm đáy nồi đều có chức năng chạm đáy nồi đo nhiệt độ. Khi đủ nhiệt độ thì nó sẽ tự động tắt bếp và khóa ga cả nhà nhá. Tắt ngọn lửa là khóa ga. Gió thổi làm tắt ngọn lửa cũng khóa ga, và nước trào tắt ngọn lửa khóa ga, nước cạn tắt lửa cũng khóa ga lên cả nhà nhá. Rất là an toàn. Dùng dòng bếp Nhật bên em thì thứ nhất là an toàn, không lo bị cháy nổ ga, và thứ hai là tiết kiệm ga, và cái thứ ba là mình nấu sẽ không bao giờ lo bị cháy đồ ăn hay cháy nồi cả nhà nhé. Rất là an toàn luôn ạ. Con này thì bác nào ưng mẫu này thì có thể chụp lại màn hình giúp em Phượng nhé. Và em đang bán với giá là 4.500.000 đồng cả nhà nhé, bao ship bảo hành 1 năm. Bác nào ưng mẫu này thì chụp lại màn hình giúp em Phượng, khi mua thì có thể gửi qua Zalo cho em nhé. Và em được đi tới con bếp thứ hai mã M2 là em đang bán với giá 3.700.000 đồng, đều bao ship và bảo hành 1 năm cả nhà nhé. Con này thì cũng lò nướng này, 2 tầng lửa này, riêng dòng phun chức năng thì lò nướng 2 tầng lửa đều cả các bác nhé. Trong khoang nước rất là đẹp luôn ạ. Phiên bản inox cả nhà nhé. Hàng của Nhật thì hàng nồi đồng quấy đá cực kỳ là xịn sò, rất là an toàn luôn. Và bên đó dùng IC đánh lửa bằng đôi pin cả nhà này. Bếp bên em đều dùng IC đánh lửa bằng đôi pin này nhé. Và con này thì thương hiệu Zinai, mã số RTS66VCTS. Và có phím 3S này, phần sử dụng chín nhám dán với nhiệt độ cao này, có hẹn giờ nấu nước này, có hẹn giờ với nhiệt độ cao từ 160 đến 200 này. Và bên phải của bếp thì có đồng hồ hẹn giờ của 2 bếp này, có hẹn giờ nấu cơm nấu cháo này, có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng này. Tăng cộng là tăng, trừ là giảm cả nhà nhé. Phím ngắn của lò nướng này, phím ngắn của bếp bên phải này. Điều chỉnh ngọn lửa bằng cần gạt này, với dòng phun chức năng dòng phím ngắn thì điều chỉnh ngọn lửa bằng cần gạt, và lò nướng 2 tầng lửa thì 2 cần gạt điều chỉnh lửa cả nhà nhé. Và con này thì em xin phép được quay xung quanh bếp này. Xung quanh bếp thì là bao phiền kim loại rất là chắc chắn và đẹp cả nhà nhé. Hình thức của con bếp này, mặt đường trước đều là ok này, mặt trên bếp là mặt nở, con này là mặt kính cả nhà nhé. Và con này là mặt kính ạ. Mặt kính cũng có phủ kim tuyến này, màu đen rất là đẹp luôn này. Phủ chi lửa của con này cũng bằng đồng cả nhà nhé. Đồng điêu đốt cảm biến nhiệt, chạm đáy nồi đều có chức năng như nhau các bác nhé. Riêng dòng bếp Nhật bên em, dù phun chức năng, đa chức năng hay dòng bình thường thì đều có chức năng cảm biến chạm đáy nồi đôi nhiệt độ, và cảm biến tự động tắt ngọn lửa và khóa ga cả nhà nhé. Bát hơi lò nướng thì mình tháo ra được, khi sử dụng xong thì đem ra vệ sinh cho em nhé. Mặt của con này thì cũng đang rất là ok cả nhà nhé. Bác nào ưng mẫu này thì có thể chụp lại màn hình giúp em Phượng nhé. Và em xin đi tiếp con bếp thứ ba mà M3 em đang bán 3.500.000 đồng, đều bao ship bảo hành 1 năm nhé. Con này thì xung quanh cũng bao viền kim loại rất là đẹp luôn này, và mặt thì sạc rất là đẹp cái này nhá, màu tím than vân sạc, nhìn mẫu mới rất là đẹp luôn ạ. Bếp mới về và những con mẫu mới như thế này rất là vip cả nhà nhá. Mà đường chip đều là ok. Con này thì là có phím nhắn giọt nước rất là đẹp cả nhà này. Và con này thì thương hiệu Osaka, mã số 110H439 nhá. Cũng có hẹn giờ với nhiệt độ cao từ 160 đến 200. Hẹn giờ nấu cơm, nấu cháo này. Và đồng hồ hẹn giờ nhé. Và nướng con này thì 1 tầng lửa cả nhà nhé. 1 tầng lửa đấy.
ai nướng vị nướng đều là inox ạ. Mâm nướng cũng đều là inox cả nhà nhá, đang còn rất là đẹp luôn ạ. Bên phải của bếp thì đây có phím 3S cả nhà nhá, và có phím 3S khi cần sử dụng với nhiệt độ cao. Phím nhấn của lò nướng, phím nhấn bếp bên phải rất là đẹp luôn ạ. Bố trí lửa của con này thì là bằng nhôm nguyên khối cả nhà nhá. Cạnh chi lửa đang còn rất là sắc nét luôn ạ. Với cái cạnh chi lửa sắc nét thì chi lửa đều và lửa lên rất là xanh cả nhà nhá. Con này thì bên ngoài miếng chắn dầu mỡ bằng đúc này. Miếng đúc chắn dầu mỡ rất là tiếp luôn nè. Kim gắm bên cũng đang còn mượt mà nè. Bác ưng con này thì chụp lại màn hình giúp em Vượng nhé. Em Vượng đang bán với giá 3.500.000 đồng. Và thì hôm nay em Vượng lên 3 mẫu bếp. Thì em sẽ test thử một mẫu cái chức năng chống cháy nồi cho cả nhà mình tham khảo nhé. Khi các bác mua hàng, em Vượng sẽ thử đầy đủ các chức năng chống cháy nồi rò rỉ ra. Hàng ok thì em Vượng mới gửi hàng cho các bác nhé. Thoát hơi lò nướng thì mình sử dụng xong đem ra vệ sinh cho em nhé, tháo ra được ạ. Còn hàng bên em Phượng thì toàn bộ bao lưới chống chuột cả nhà nhá, bao lưới chống chuột toàn bộ ở dưới bếp ạ. Em sẽ test thử con bếp nào cái chức năng chống cháy nồi một bên, và một bên thì em sẽ test thử cái chức năng dò rỉ ga nhá. Lửa lên rất là đều cả nhà nhá, rất là đẹp luôn ạ. Khi mà mặt bếp thì lửa lên rất là to nha các bác nhá. Và sau khi sử dụng đo nhiệt độ thì đấy nồi thì khi ngưỡng 250 độ C thì lửa sẽ bùng nhỏ lại cả nhà nhá. Mình không cần phải điều chỉnh và bếp sẽ tự điều chỉnh ngọn lửa, sẽ bùng lửa nhỏ lại, sẽ là ok luôn. Và sau khi ngưỡng quá 250 độ C thì nó sẽ tắt lửa và khó ga đấy ạ. Khi nãy lửa lên rất là to cả nhà nhá, và bây giờ đã tụt ngọn lửa xuống rồi. Bạn và em sẽ làm số thổi tắt lửa khóa ga nhá. Em sẽ thổi tắt lửa này. Bên đây em thổi tắt lửa và bên đây đã tắt lửa luôn nè. Với chức năng chống cháy nổ tắt thì ngọn lửa là khóa ga cả nhà nhá, khóa ga luôn ạ. Và còn cái chức năng dò rỉ ga thì sau khi tắt ngọn lửa thì có thể trong vòng 10-15 giây thì đủ thời gian nó mới khóa ga nhá. Và vừa mới tính quầy rít lên là đủ nhiệt thời gian rồi sẽ khóa ga cả nhà nhá, bếp sẽ khóa ga. Đấy, khóa ga luôn nhá. Chức năng rất là ok cả nhà nhá, cảm biến rất là nhạy bén luôn ạ. Bán ở ưng mẫu này thì có thể chụp lại màn hình giúp em Vượng nhé. Và sau khi tham khảo giá cả hàng ok thì ủng hộ cho em Vượng với nhá. Và trong khi là thử bếp ta khóa ga, tắt lửa khóa ga rồi nhưng chức năng vẫn đang bật báo nhá. Em xin được giới thiệu lại ba con bếp. Thì đầu tiên là mã M1, em đang bán với giá là 4.500.000 đồng nhá. Con bếp mặt đá và con bếp thứ hai mặt kính em đang bán với giá 3.700.000 đồng. Con bếp thứ ba đã M3 là 3.500.000 đồng. Các bác ưng mẫu nào thì chụp lại màn hình và ưng mẫu mã bếp và giá thành ok thì mua ủng hộ cho em Phượng với nhá. Hàng của em Phượng thì khô về rất là nhiều bếp luôn cả nhà nhá, nhưng em Phượng không thể lên được đầy đủ bếp cho các bác được. Và có quạt mát luôn này, bên em đều có quạt mát quạt ngạt luôn nhá. Có máy rửa bát, máy hút ẩm, máy lọc không khí và máy mát xa nhá. Các bác quan tâm đến mẫu mã nào thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em Phượng nhá. Và video của em đây xin được tạm dừng. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo của em nhá. Cuối video xin các bác là bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em Phượng một nút đăng ký kênh với nhé. Em Phượng xin được cảm ơn rất là nhiều ạ. Vậy em xin được chào và tạm biệt ạ.